Trước đó, tại hai thôn Tà Lan và Dân Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng chùa Liên Trì và câu lạc bộ Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em Hương Lam tổ chức chương trình Trung thu chia sẻ yêu thương cho trẻ em làng cư đồng bào Cơ Tu và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trên gương mặt của các em không giấu nổi vẻ hào hức khi được xem các màn biểu diễn múa lân. Tết Trung thu là dịp để thiếu nhi vui chơi với những trò múa lân, rước đèn ông sao. Tuy nhiên, với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, bánh Trung thu hay chiếc đèn lồng là những thứ xa xỉ. Nay được sự quan tâm của xã hội, các tấm lòng hảo tâm được tổ chức Tết Trung thu tại địa phương, các em đều vui mừng, hứng khởi. Con rất là vui vì được Trung thu của các bác, con cảm ơn các bác. Hôm nay con rất vui khi được các cô, các chú đến thăm và tặng quà và múa lân. Con mong lần sau các cô, các chú vẫn tiếp tục đến tặng quà và thăm con. Vì cái hai năm vừa qua đấy là dịch bệnh, cho nên là các cháu không được tổ chức vui chơi. Thì qua cái không khí mà trao quà hôm nay đó, thì thật sự là tôi rất là xúc động và cũng rất là vui mừng vì các cháu rất là hào hứng muốn xem múa lân, muốn thấy được cái niềm vui, cái không khí trong cái ngày Trung thu này. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 278 xuất quà bao gồm lồng đèn, bánh kẹo, bánh Trung thu trị giá mỗi xuất quà 150.000 đồng. Những phần quà trao tặng tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng rất thiết thực, góp phần động viên các em nhỏ vùng đồng bào dân tộc có thêm nghị lực, nỗ lực học tập, biến ước mơ thành hiện thực, vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi, những chủ nhân tương lai của đất nước.